với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. À, ông Quảng. Hả? Hả? Thư từ chức. Nè điên à, tôi lập tức tăng lương cho cậu 20%, lập tức có hiệu lực ngay. Tình hình bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục, tăng 20% là nhiều lắm rồi. Tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Tôi xin nghỉ không phải là muốn được tăng lương đâu. Vậy là lý do gì? Vì Tổ Nhi phải không? Thật ra hai người hợp tác với nhau đâu có vấn đề gì. Thành tích thì ai cũng nhìn thấy được phải không? À, mấy cái chuyện này tôi đã từng trải. Tục ngữ có câu là cầm lên được thì buông xuống khó, nhưng mà làm người cầm lên được thì phải bỏ xuống được, như vậy mới trở thành người thượng đẳng. Thật ra tôi có nhiều lý do cá nhân chưa có giải quyết được, nhưng mà không biết làm sao giải thích đâu. Nhưng mà tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn ra ngoài làm thử. À, nhưng mà công ty thiếu cậu thì không xong đâu Niên à. Này Kim Niên, suy nghĩ lại đi. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Vậy à, thôi được, tôi không tranh luận vấn đề này. Bức thư này tôi tạm thời giữ ở đây. Tối nay cậu trở về suy nghĩ cho kỹ. Hoan nghênh cậu trở về lấy bức thư này bất kỳ lúc nào. Tôi nghĩ chắc không cần như vậy đâu ông Hoàng à. Nếu mà không có điều gì muốn nói, tôi ra ngoài làm việc đi. À, cảm ơn ông. À, à, nè, Niên. À, bác trai, uống trà. À, được. Xin lỗi bác trai, chưa có được sự đồng ý của bác đã cầu hôn với Tổ Nhi. À, không sao. Quan trọng nhất là Tổ Nhi bằng lòng thôi. Bác trai à, con thật lòng yêu Tổ Nhi. Bác yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cổ mà. À, được. Nè, vậy từ nay bác giao đứa con gái ngoan này cho con đó. Hả? Con đã có nghĩ qua, gần đây Tổ Nhi có nhiều chuyện xảy ra. Con hy vọng là cổ có thể quên hết những chuyện không vui. Ừ. Con định là qua Anh Quốc thành hôn với cổ. Có được không Tổ Nhi? À, sao cũng được. Anh quyết định đi. Sao cũng được? À, Tổ Nhi à, bây giờ con lấy chồng mà. Con quên rồi sao? Con từng nói với ba sau khi kết hôn xong nhất định phải làm cho thật lãng mạn, tổ chức một cái party dài 3 ngày 3 đêm, muốn ai cũng được vui vẻ hết mà. À, vậy hả? Con có nói qua sao? À, Tổ Nhi à, em có ý kiến gì cứ nói đi, anh sẽ làm ngay. Em không có ý kiến, anh quyết định đi. Ờ, à, vậy những cái chuyện lặt vặt sẽ do anh phụ trách. Em cứ việc yên tâm làm một cô dâu cho thiệt đẹp nha. Anh Niên từ chức? Đâu có lý nào tôi là bạn thân sao lại không biết? Đừng nói là cậu, tôi là em của ảnh nè, tôi còn không biết nữa đó. Tôi là cậu của nó, cũng nhờ ảnh cơ nói tôi mới biết đó. Bây giờ mấy người nói tới nói lui, nhưng mà tại sao anh Niên lại từ chức chứ? Còn phải hỏi, đương nhiên là vì tình rồi. Phải đó, người trẻ tuổi, dù cho quyết đoán cách mấy, có tài giỏi cách mấy đi nữa, nhưng cuối cùng cũng bị thua vì chữ tình thôi. Nếu như không vì anh từ chức, tôi còn nghĩ anh biết nhìn xa. Thì ra anh Niên đã cố gắng chịu đựng rất lâu. Nghĩ kỹ lại tôi cũng thấy đau lòng giùm cho ảnh nữa. Ảnh thì đâu có gì, ảnh bỏ đi rồi chúng ta mới cực khổ đi nè. Tại sao? Hey, ảnh bỏ đi rồi thì giải quyết xong hết, coi như là bỏ lại sau lưng. Chúng ta sẽ ở lại chỗ này chịu khổ. Anh Niên bỏ đi, Giải Quế Phi sẽ thống nhất thiên hạ. Vậy là chết rồi, từ nay chúng ta sẽ sống trong đèn tối. Vậy sau này đi làm phải đánh thẻ, lấy đồ thì phải đăng ký. Không những vậy, mấy năm sắp tới đừng hy vọng sẽ được tăng lương. Nếu như dạ ông Quế Phi được lên ngai vua thì tôi nhất định chống đối tới cùng. Cùng lắm là không thèm làm. Không làm rau luộc thì làm rau chấm xì dầu. Ăn rau quan trọng nhất là phải còn tươi. À, chào cô Giảng. Làm hay không cũng được, nhưng mà tiền lễ nhất định phải đi. Tiền lễ gì hả? Cổ sẽ lấy chồng sao? À, sao có chuyện vui hay sao vậy cô? Chúc mừng. Đúng là lấy, nhưng không phải tôi lấy chồng, là Tổ Nhi. Tổ Nhi kết hôn với ai? Với anh Xem, chứ không phải là anh Niên. Vậy là khổ rồi, hẹn gì anh Niên từ chức?
Chuyện này chắc là anh hai chưa biết đâu. Nè, mọi người nhớ đừng nhắc chuyện này trước mặt của anh hai nha, biết chưa? Cũng đúng đó, anh cũng đã từ chức rồi, đừng có làm cho anh xúc động mà. Vậy chúng ta nhất định phải giữ miệng, dán băng keo lại. Người yêu lấy chồng, người đó không phải là tôi, cũng hơi đau khổ một chút. Chào mọi người. Anh Niên à, anh biết quản lý chủ nhiệm của quán bar quốc tế hả? Biết chứ. Nếu anh giới thiệu có được bớt hay không hả? Chắc không thành vấn đề. Anh không hỏi để làm gì sao? Để đãi tiệc. Cô Dạng à, tôi có chuyện muốn. Im đi, là đãi tiệc cưới đó. Tôi nghĩ chắc là được mà. Anh không hỏi ai kết hôn sao? Nè, người đó anh cũng quen đó, đáng lý đãi 60 bàn. Nhưng ông Hoàng có nhiều bạn bè trên thương trường, Tố Nhi lại có nhiều bạn học cũ, anh xem lại quen biết rộng rãi nên đãi 200 bàn luôn. Vậy anh có biết ai lấy chồng không? Tố Nhi đám cưới với xem đó. Vậy thì sao? Tố Nhi đó là Tố Nhi của công ty anh đã yêu thầm, bây giờ kết hôn với anh xem, tình địch của anh. Vậy đã định ngày và đặt bàn hay chưa? Có cần tôi điện thoại đặt giùm cô hay không? Có bệnh hả? Không có cảm giác, đúng là quá đáng. Thất bại. Làm ơn. Cảm ơn. Nghe nói cô sắp kết hôn hả? Chúc mừng nha. Cảm ơn anh. Nghe nói anh sắp rời khỏi công ty gia nhân hả? Phải. Anh tính làm gì? Cũng chưa biết nữa, muốn ra bên ngoài làm thử. Hy vọng có phát triển tốt. Cảm ơn nha. Má. Ăn lẩu hả? Phải, ăn được rồi, vô ngồi đi. Nè, qua nè, ăn lẩu đi. Ngon quá đi. Nhiều đồ biển quá vậy. Ý cha, mấy con tôm lúc nãy còn tươi rói, mấy cái chân đang quơ tùm lum, mà vừa bỏ vô nồi cái tự nhiên nó chín ha, ngộ ghê luôn á. Đây đúng là hào tươi nha, nhưng khi bỏ vô nước rồi thì không còn tươi nữa hả? Vậy luộc mì là được chứ gì? Có tên mì tươi cho anh kêu, nhưng mà bỏ vô rồi thì sẽ hết tươi đó. Nếu như ăn lẩu mà không bỏ gì vào luộc hết, vậy thì làm sao gọi là ăn lẩu được? Mọi người làm gì đây? Mọi người làm như vậy là chỉ muốn nhắc nhở con thôi. Có nhiều chuyện bây giờ con muốn làm vẫn còn kịp, nếu không nó qua rồi thì hối hận cũng vô ích. Có nghĩa là tàu đã đi rồi thì họ sẽ bị lỡ chuyến. Nè, có thiệt không vậy chứ? Vậy mà cũng không hiểu nữa hả? Truyền thống của nhà họ Kim, đánh một vòng cho lớn rồi mới nói cho biết. Nghĩa là nhân lúc Tổ Nhi chưa có lấy chồng á thì phải tiếp tục nỗ lực. Nè, con chưa có thua đâu mà. Hả? Còn cách cứu vãn, đừng nên buông tay. Anh hai à, anh còn nhớ cái lò này không đi? Còn cái nồi này nữa. Còn tôm với thịt bò viên. Cả nhà mình cũng giống như cái hôm đó, ngồi bên đường ăn để ăn lẩu với con, ủng hộ con. Niên à, đừng có quá xúc động, đừng có khóc nghe hả? Yên tâm đi, con biết phải làm sao rồi. Vậy sao? Anh hai đúng là anh hai. Thì ra đã chuẩn bị xong hết rồi hả? Phải. Nè, anh tính làm sao? Chắc là lấy cái bảo bố trùm thằng Sam lại, rồi đánh cho hắn trận, cho cậu đánh với. Không phải. Con định sẽ đi Thượng Hải để làm gì? Hả? Thượng Hải? Ông Hoàng có một người bạn mở một công ty ở bên Thượng Hải, cho nên con định lên đó để làm thử, giúp ông quản lý công ty. Niên à, con không định theo đuổi Tổ Nhi trở lại sao? Phải, con đến Thượng Hải như vậy làm sao mà theo đuổi? Người ta sắp lấy chồng rồi, còn gây ra nhiều chuyện để làm gì nữa? Nhưng mà trời ơi cậu à, cậu là trưởng bối mà nói giùm mấy câu đi. Niên ơi, thật ra ở Thượng Hải á, mấy cái cô gái vừa trắng vừa đẹp, cao lớn giống y như mấy người mẫu vậy đó con. Phải đó. Bây giờ là kêu cậu khuyên anh hai nói chuyện gì đâu không? Cái gì mà chuyện gì đâu, nam nhi chí tại tứ phương mà. Không có một Tổ Nhi thì có cả hàng trăm cả ngàn Tổ Nhi khác. Nghe nói mà lòng của cậu cũng sao động luôn. Hay là cho cậu đi theo luôn đi con. Trời, đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Niên à, con phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ vẫn còn có thể quay đầu trở lại. Yên tâm đi má, con đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Mọi người ăn đi. Nè. Thì là ăn lẩu đó, bỏ hết vào luộc cho chín đi. Vậy đâu có quay đầu trở lại được.
Anh đã trở lại rồi hả? Sao lại không lên tiếng? Không, thấy em mệt quá cho nên là để em ngủ thêm. Em không có sao. Anh cũng biết là em mệt, ban ngày phải đi làm, phải đi thử áo, rồi còn phải đi coi bàn ghế nữa. Anh đã hẹn với sư phụ để mà trang trí hả? Phải, nếu như mà em thấy mệt thì anh điện thoại từ chối ổng. Không sao đâu, đã hẹn rồi thì cứ làm đi. À, em đói bụng hay là ăn bánh mì đi? Bánh mì thịt heo. Em thích ăn mà. Sao chỉ có một cái, còn anh đâu? Bánh mì này bán đắt lắm, chỉ có một cái thôi, em ăn đi. Em không có đói lắm, mỗi người phân nửa hả? Được, để anh xé cho. Nhưng mà bánh mì để cả ngày rồi, cứng quá như vậy làm sao mà ăn được đi? Hay là đừng có ăn bánh mì, ăn miếng thịt ở bên trong đi, sẽ ngon hơn đó. Nè. Tổ Nhi. Tổ Nhi, sao thẫn thờ vậy, ăn đi. Sao băng kìa? Em làm gì vậy? Cầu nguyện đó. Anh có cầu nguyện gì không? Có thì không đây. Đã mấy chục tuổi rồi, bây giờ còn tin mấy cái chuyện này nữa. Anh vẫn thà là tin mình còn hơn là tin trời. Có tin là nhân thắng thiên không? Đây là quả tình cả 300 năm mới xuất hiện một lần. Đẹp quá. Đúng đó. Không biết quả tình và sao băng có giống nhau để cho mình ước nguyện hay không? Không biết nữa. Hay là thử đi. Em hy vọng chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ như bây giờ, vui vẻ như vậy. Tổ Nhi, sao thẫn thờ vậy? Ăn đi, nguội sẽ hết ngon đó. Ngày mai anh có rảnh hay không? Em muốn coi đồ trang sức hay là coi gì? Em muốn anh đi đảo La Ma với em. Khi không tới đảo La Ma làm gì chứ? Tại vì chúng ta sắp đi Anh Quốc, em muốn trước khi đi thì đến đó thêm một lần nữa. Anh đi với em có được không? Anh có nghe đài khí tượng nói là ngày mai sẽ trở lạnh đó. Hay là gì? Thượng Hoàng có một nhà hàng nghe nói là bán đồ ăn Pháp cũng ngon lắm. Có hẹn với sư phụ sắp tới giờ rồi, đi. Sao anh lại ở đây chứ? Bà cụ, đúng lúc quá vậy, tới làng Mai Đầu hả? Đúng rồi, tôi đã nhận ra cậu. Lần trước cậu muốn mưu tài đoạt mạng mà. Không phải, bà đã hiểu lầm rồi. Được rồi, lần này tôi đã biết đường rồi, không cần phải hỏi cậu. Vậy bà cẩn thận chút nha. Cô cậu à, xin hỏi đường nào tới làng Mai Đầu vậy? Làng Mai Đầu? Chúng tôi không biết làng Mai Đầu đi đường nào hết. Dây bố. Chiếc dây bố này tôi chôn ở đây đó. Cái ná này cũng là do tôi chôn ở đây mà. Ê, Tổ Nhi về rồi hả? Cậu xem có điện thoại nhiều lần kiếm con đó. Vậy sao? Cô Hai. Chuyện gì? Hai đứa gây gỗ sao? Phải, chuẩn bị kết hôn thì nhiều phiền phức lắm. Ít nhiều sẽ có cãi nhau này nọ. Nhưng mà lâu nay cậu xem chịu ý con lắm mà. Daddy à. Hả? Bà nói con đã từng yêu anh Niên, có phải hay không? Đúng vậy. Có phải Niên nó làm phiền con không?
Không phải đâu, hình như là con vừa mới nhớ lại được một chút. Hả? Cô hai, cô đã nhớ lại được? Không phải là nhớ lại hết, tôi chỉ nhớ được một ít thôi. Nhớ lại ít nhiều không thành vấn đề, chỉ biết là bây giờ con sắp sửa kết hôn với lại xem, cậu Niên cứ mặc kệ đi. Không phải đâu, lâu nay coi danh xem cũng tốt lắm, nhưng không biết tại sao dạo này con ở gần ảnh hình như có cái gì đó rất là kỳ cục. Bộ cảm thấy nó bên ngoài có cái gì lộn xộn hả? Dạ không phải, anh xem đối với con rất tốt, nhưng mà không biết, hình như ảnh không phải là người trong lòng của con. Con không biết phải nói như thế nào nữa. Nhưng mà con đã từng ăn bánh mì nhân thịt với người đó, cũng đã từng ngắm quả tinh. Vậy bây giờ trí nhớ con có thể giống chị Bảy rồi đó, có thể người đó chính là cậu xem thì sao? Không phải, con với anh xem ăn bánh mì nhân thịt thì ảnh xé ra như vậy nè. Nhưng con nhớ con cùng người đó ăn bánh mì không có phải như vậy. Còn nữa nha, anh xem không tin thấy sao băng ước nguyện sẽ linh nghiệm, nhưng con đã từng với người đó hướng về trời để mà cầu nguyện. Cho dù không nhớ đi nữa cũng đâu có sao, quan trọng bây giờ con biết được người sắp sửa kết hôn với con là xem. Con yêu cậu ta tốt với con vậy là được rồi hả? Phải, chuyện lúc trước không nhớ không có thành vấn đề, quan trọng nhất là cô nhớ bây giờ cô kết hôn với người mình thích. Không nhớ nữa, đã làm qua những gì thì cứ mặc kệ đi. Niên à, đây là lần đầu tiên á con mới đi xa nhà lâu như vậy đó. Má tường cho con bao lì xì, chúc con vạn sự như ý. Cảm ơn má. Niên à, đốt nhang cho ba con phù hộ cho con được thuận lợi đi ha. Dạ được. Anh hai, em không muốn anh đi xa. Được rồi, anh rảnh sẽ về nhà thăm em mà. Anh hai à, anh tới nơi nhớ gọi điện thoại về nha. Nếu như có cần cái gì, điện thoại xuống đây, em gửi cho anh. Làm gì phải phiền vậy chứ, Thượng Hải chỉ gần thôi, nếu có gì không đủ thì về ông Công mua. Được rồi, yên tâm đi, chỉ biết là con tự biết lo cho mình, nếu mà được nghỉ thì con sẽ trở về thăm nhà thôi. Nè, tới giờ phải đi, máy bay không có đợi người đâu. Phải đi đi đi. Nè, con nghĩ mọi người đừng có tiễn con, nếu như không thì cả xe ben cũng không đủ đâu. Cô không nghĩ là tiễn con, cô với chị phải về Động Mật Viên có nhiều việc làm lắm. Hôm nay đài truyền hình chúc Tết, em phải dạy lấy lì xì để làm việc. Phải rồi, công ty của người Đại Thanh Minh, em với Ngọc Lộ lát nữa cũng phải đi rồi. Cậu với cậu Dượng lát nữa vô trận đua phát tài rồi. Anh Niên đâu có phải lần đầu tiên đi xa làm việc đâu, Thượng Hải cũng gần đây thôi mà, không cần phải tiễn hả? Thôi được, tới giờ rồi đi nghe. Cẩn thận nha. Em cũng phải đi nữa, bye bye nha. Bye bye nha. Anh Niên à, sau này con ở Thượng Hải về nhớ đem cho má Kim quê. Cái gì? Đem ba về? Trời ơi, đừng có tài lanh, đem Kim quê thịt mặn nè. Ngoan ha. Bye bye. Bye bye. Bây giờ tôi không rảnh nghe điện thoại, sau khi nghe tiếng bíp xin nhắn lại. Xin lỗi ông giả, khi nào cô dâu mới tới à? Bởi vì chúng tôi còn phải làm việc với người khác nữa. Dì Bảy. Chào. Tuổi gì đâu? Nè, dì còn cổ đâu? Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách đưa thư thôi. Tôi đi về nha. Anh xem, thật ra lúc anh cầu hôn với em cảm thấy rất cảm động, cho nên em đã nhận lời của anh. Suốt trong thời gian này, anh đối với em rất là tốt, quan tâm tới em. Em thật cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà không biết tại sao, em cảm thấy giữa hai chúng ta hình như thiếu đi cái gì, là thiếu sự cảm giác. Trực giác cho em biết, anh không phải là người trong lòng của em. Em không biết người này là ai, là anh hay là anh Niên, hay thật ra không phải là hai anh mà là một người khác. Em thật sự không biết, cho đến giờ phút này em cũng không thể khẳng định. Nhưng nếu em muốn kết hôn, em nhất định sẽ trung thành với tình cảm của mình. Thật sự xin lỗi anh, em không thể kết hôn với anh. Trong lúc em chưa khẳng định được người trong lòng của em là ai, cho nên em nghĩ là không nên gần gũi với bất cứ ai. Bởi vậy em quyết định trở về Anh Quốc, hy vọng có thể bình tĩnh lại, hay là có thể nhớ lại chuyện của lúc xưa. Lúc đó mới quyết định sau. Vậy đối với mọi người sẽ được công bằng hơn.
bé thích đó, tôi tặng cho nó. Ờ, cảm ơn cô nha. Xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bây giờ tôi không rảnh trả lời điện thoại của bạn. Xin để lại lời nhắn, tôi sẽ trả lời bạn sớm. Tôi đang ở phi trường, tôi sắp đi rồi. Thật ra không có gì. Tôi muốn trước khi đi muốn nói với cô một tiếng. Tân hôn được hạnh phúc. Tôi là Tổ Nhi. Chúc anh mọi việc thuận lợi, có tiến triển mới. Tạm biệt. Tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.